Bây giờ mấy anh em mới bấm lên đây nè, bây giờ nói chuyện đó. Trước khi mà tôi nói viết rồi khởi tạo đối tượng. Nhìn ở đây ví dụ tôi cho bấm lên đối tượng này tôi có thể đặt tên cho nó được không? Tôi có thể đổi màu cho nó được cái gì đúng không? Cái màu nó ra tại sao nó ra màu đó thì bấm cái đó hai cái nó đổi ra cái màu này để đổi. Được chưa? Đổi nó qua một cái màu nào đó đi. Ví dụ giả sử là đó, phải không? Vậy thì cái đối tượng mình ở đây là như vậy. Ở bên này nè mới có là trong cái trên chỗ này nè. Hiện đối tượng nào bây giờ ví dụ như là mình muốn cái danh sách ở chỗ này nó cho mình là hiện hết hay là hiện những đối tượng hình học hết hay là mình hiện camera hiện cái gì đó mình thích cái nào là mình bấm cái đó thì nó sẽ tự động nó dẹp hết những đối tượng kia, nó hiện đúng cái đối tượng mình muốn thôi. Ở đây để lựa chọn đối tượng ví dụ bấm ở đây nè, select object có thể bấm từng cái đối tượng để chọn, mà bấm từng cái đối tượng thì cái kích chuột phải thì những cái gì mà liên quan nó động đây nè đúng không, move nắm vậy, nắm là mũi tên vậy để nó dời đây, nắm để nó dời đây đúng không, nắm gì dời đây. Và nếu mà mình kích chuột phải lên đó mà cái dấu move bên này nó có dấu này nè, bấm thẳng vô đó thì lúc đó nó cho mình dời đối tượng theo phương nào, phải không? Nói này là dời theo phương Z nè, nâng nó lên 200, nó nâng lên 200, Z đâu rồi, Z hướng kia, Ctrl Z undo nó, hoặc là tôi nói bấm lên hướng này 200 nó lên trên này rồi chứ nè, đúng không? Đó, bấm lên nó move là như vậy, là tự do, rotate là như vậy, nhưng mà nếu muốn quay chính xác thì bấm vô đây quay xung quanh trục Z. Rồi trục Z là trục nào? Trục Z là trục này nè, nó quay đi 45 độ, nó quay đi 45. Mấy này mình vô kịp không? Thì cái kiểu lựa đối tượng cái đó là select object. Kích vô đó, scale phóng lên lớn nhỏ đó, nó phóng theo phương này. Phóng theo phương này. Phóng theo phương này, còn nếu kéo vô giữa thì đều ngoài phương. Được không? Và nếu kích chuột phải mà gọi là scale mà bấm vô dấu này, tức là nó hiện cái dấu là lên, phóng lên bao nhiêu? Phóng theo phương này nhiêu? Được không? Nó gọi là tie in mà, tức là mình gõ vô nó gọi là tie in. Scale transform tie in. Vậy thì cái gì mà mình muốn nó sẽ nằm trên đây. Được ha? Đó. Vậy là cái chuyện mà lựa chọn đối tượng này bữa trước cũng đã nói rồi. Cái đối tượng đó có thể là gì? Dấu đối tượng đó. Đúng không? Kích lên nói là bây giờ anh 2 on hiện lại hết. Bấm lên đối tượng này là dấu anh thôi. Hai selected. Đúng không? Kích chuột phải là anh 2 on. Còn nếu mà kích lượt phải là nói là hình 2 by name. Tôi nói với tốc độ anh em có theo kịp không? Đúng không? Bấm cái đó. Nó hỏi là bây giờ anh giấu theo gì đó, anh lọc danh sách ở đây, nó hiện danh sách ở đây cho lựa. Giấu đối tượng gì? Nhưng mà khoan đã. Tức là tôi bấm lên danh sách ở đây là lựa theo tên cũng giống vậy thôi. Đó, anh muốn lựa cái cửa nào. Đó, ok, nó tôi lựa cửa đó. Nó nhiều quá mà. Phải không? Rồi tôi bấm lên đây là tôi nói bây giờ tôi lựa cái đối tượng là cái pivot door này được, ok. Là tôi nắm này nó ra đây, nó nhiều đối tượng làm sao tôi biết tôi bấm đối tượng nào. Dù nguyên một cái cổ máy hoặc là nguyên con người nó quá nhiều thứ trong đó, nó che khuất trong đó sao thấy. Thì anh em muốn hiện cái đối tượng nào có thể giấu bỏ bớt, không muốn cho nó hiện, hiểu kịp không? Nhưng mà hiện thời là tại vì mình không có đối tượng đó nên mình không thấy ảnh hưởng gì hết, phải không? Còn nó bấm symmetry là nó như sao? Đây nè, unselect thì tôi chỉ muốn hiện cái đối tượng, những đối tượng này thôi. Kích lên đó, select thì nó ra đúng đối tượng đó. Kích đối tượng đó là move. Kích đối tượng đó là rotate. Hiểu không? Lập tới lập luôn, như đó là lập ẩu. Còn nếu mà lập chính xác thì phải bay vô đây. Hoặc là kích chuột phải lên cái dấu này. Quay, phải không? Bữa trước đó nói chuyện đó rồi. Còn ở đây nè đó, anh em lựa tên nó, lựa chọn số đối tượng nha. Còn ở bên này á là do cái chuyện mà anh quét nè, anh quét nè. Anh lựa chọn đối tượng cái nào, nói hình cái này nè, đó, chọn cái này, thằng này nó lọ được chọn nè. Còn nói là bây giờ tôi chọn cái này là hình tròn, ví dụ như vậy nè, đó. Đối tượng nào lọt vô cái hình tròn đó thì được chọn. Ở đâu đây nè. Phải không? Không phải là lọt vô mà cái kiểu chọn ở đây nữa nè. Cái bên này á là dọn window crossing, tức là cái dắt ngang là dính rồi. Dắt ngang là dính rồi. Đâu đây nè. Đúng không? Lựa đối tượng đó. Đây là window crossing. Còn nếu mà anh để đây á, bấm vô đây á, nghĩa là sao? Trùm hết, phải không? Còn nếu bấm vô đây á, dắt qua là dính. Anh em hiểu kịp không? Như vậy thì những cái đối tượng đó anh em ra, một á, là kích lên đối tượng đó, di dời gì đó, phóng phiết gì đó cho tôi ở đây là một chuyện, giấu nó. Rồi chưa? Hai nữa là lựa theo tên. Ba nữa là các phương pháp lựa chọn ở đây. Rồi, đó là một số thao tác hết sức cơ bản, lựa đó cho tôi khoảng chừng vài phút thì chúng ta nói tiếp.
Bây giờ tôi ra tôi reset lại cái này. Tôi reset lại cái này. Xong rồi chúng ta dựng một số cái hình này. Bây giờ tôi phóng lớn cái này đi đó. Ok, tôi cho nó một cái box. Và đây là đây. Tôi reset luôn rồi. Cho cái khối đó lại vậy. Nếu để dạng wireframe, nhìn thấy cái này. Phải không? Bây giờ dưới cái khối này nè, để dạng wireframe trước khi mà tất nhiên là qua bên này nó còn cái set để tôi tạo một số cái đường rồi tôi xong ép có một số cái modifier, ví dụ giả sử giống như này. Ví dụ tôi vẽ một cái hình tròn hay là một cái hình một cái test đi chẳng hạn, ví dụ tôi cho nó cái test nằm đây. Cái test đó là cái gì đó thì mình có thể sửa được đúng không? Test đó mình có thể sửa dưới này nè. Mắt test. Nó sửa nó lại cái này đi. Thì cái chuyện đó nếu mà nó là những cái set của tôi sẽ chỉ giống như anh nào mà dựng ngay AI hay là dựng bằng anh chàng nào mà dựng bằng CorelDRAW rồi chẳng hạn, thì dưới này nó có cái lệnh extrude, nó có những số cái lệnh liên quan tới 2D, ví dụ nó có cái lệnh extrude. Nó extrude đó là đó. Lên nhiêu. Nếu không biết cái biên dạng 2D thành 3D. Nhưng bây giờ trước khi mà đi qua cái phần đó thì tôi làm chuyện này trước đã. Tất nhiên nó còn rất là nhiều lệnh modifier liên quan ở chỗ đó. 2D làm những cái chuyện gì đó rồi kể cả là tạo mấy cái mặt tròn xoay. Chúng ta khoan đi làm chuyện đó, giờ đi làm chuyện này nè, cái này quan trọng hơn. Bất cứ một cái nhân vật cho game hay kiểu gì đó, nó gọi là box modeling, tức là mô hình dạng khối. Nó là cái này. Cái trước này rõ ràng là ta có thể chỉnh được, giả sử là tôi nói chứ chiều dài là tôi cho nó là nhiêu đó, tôi cho nó là 2 mét đi. 2 ngàn. Và đơn vị đây là tôi cho nó đơn vị nó là cái gì nha. Bề rộng nó ta cho này khoảng chừng gì đó 1m6, chiều cao nó chở 200, giả sử là vậy. Bây giờ tôi để cái khung dây này, để này wireframe. Anh em lưu ý nha, tôi đang muốn kích chuột phải lên nó, chọn đối tượng và convert nó thành editable poly. Bấm editable poly tức là tôi chỉnh đối tượng nó thành ra ở dạng là một cái bề mặt polygon, tức là đa giác, mà có thể gọi là editable, tức là có nghĩa là có thể biên soạn biên chỉnh sửa được, nó gọi là convert to editable poly đó. Cái đó là ví dụ giống vậy. Thì ở đây tôi có trong cái editable poly nè, cái cấp độ này nè, tôi có nhiều cấp độ để chỉnh nó. Giả sử là như vậy, tôi ở cái cấp độ đỉnh và tag là đỉnh, tôi bấm lên đối tượng, tôi nói cấp độ đỉnh đó và tôi kích chuột lên nó, tôi nói bây giờ tôi move anh, khoan nha, tôi bấm lên cái đối tượng đó, tôi nói tôi move anh lên, thì cái chuyện đó nó cho tôi chỉnh nó cấp độ đỉnh, tôi chỉnh dạng gì đó mà tôi muốn đúng không? Cấp độ đó là cấp độ đỉnh, dịnh vô ra gì đó do tôi. Rồi chưa? Ví dụ giả sử là như vậy, tôi cho nó là cái editable poly là vậy. Ok, lát nó chỉ làm cái máy, quên làm cái đó trước. Bây giờ nếu mà tôi đó, tôi undo nó đi, cho nó undo, nó quay trở lại nè. Tôi ở cái cấp độ bên này nè, nó gọi là S là cạnh, tôi bấm lên cái cạnh đó thì nó có một loạt cái thông số ở phía dưới này để cho tôi chỉnh cạnh, nó liên quan tới cái cạnh đó. Ví dụ tôi nói bây giờ là tôi chamfer anh này. Có thấy chỗ này nó chamfer không? Đúng không? Ví dụ tôi chặt cái góc chỗ này đó, nó gọi là chamfer. Được chưa? Cho nên là cái, mấy cái bài ở chỗ này nè, ví dụ như chỗ này lát mình làm cái ghế giống vậy nè. Nó lấy một cái khối vậy đó, nó ép trút rồi lên. Thấy cái chỗ này nó có cái chữ, ngay cái góc này nó có cái chữ L nè đúng không? Ép trút đó lên rồi mấy cái chân ở phía dưới giống vậy. Bây giờ làm cái này. Thế bây giờ cái chamfer đó chính xác là cái gì thì đó, mình thấy cái chamfer đó nè, đây là cái thông số của nó, mình chia các cái phân đoạn ở chỗ đó, rồi khoảng cách kích thước đó lớn nhỏ do đó là do mình chặt, gần như là nếu mình tăng nhiều phân đoạn lên thì nó thành cái fillet ở chỗ đó. Cái đó nó gọi là chỉnh S. Cái ở bên này editable poly này nó có một cái là border. Border là cái chỉ vô cái border này. Border là cái đường biên của này. Không thấy này đây. Chỉnh qua cấp độ đây là polygon. Chỉnh vô cái mặt đó. Cái mặt của polygon đó là tôi có thể làm cái chuyện là kích chuột phải lên đó, nó có một số cái lệnh liên quan tới nó, ví dụ như extrude. Đi vô trong. Đúng không? Nó lõm cái này nè, kéo này đi ra nè. Nó giống vậy. Hoặc là tôi kích chuột phải lên đó, nó có một cái lệnh bevel. Có vậy, nhưng mà nó có cái gốc để cho mình đi bộ, tức là nó vuốt, nó làm thuông thằng đó. Nó lại kích tiếp một cái nữa là ví dụ như ở đây là nó có outline, tức là chèn cái đó một cái đường cho làm cái là đường nó lớn lên.
kích tầng đó hát trước ở đây khoan nha, chỉ dụ này nè, đó bây giờ tôi có thể chỉnh sửa chỗ này bằng cách là đó là outline của nó, outline cho nó lớn ra là bao nhiêu đó là do tôi làm ở dưới này. Cái outline đó khoảng cách là bao nhiêu lên cho mình. Đó, nó có một số cái công cụ cho nên lát anh em sẽ thấy là bên khi nó làm một cái nhân vật game á, đây tôi chỉ cái chỗ đó cho coi. Sau nó kích một cái vô đây nữa là nó lại có một cái inset, tức là nó chèn cái đường đó, nó kéo cái đường này nhỏ vô, xong kích cái ví dụ như giả sử vậy nằm đó kéo lên à, đó, bắt đầu kích chuột phải là nói xin lỗi, kích chuột phải lên chỗ đó là inset đỡ chèn thêm cái đường, hoặc là nó chèn cái đường nhỏ này vô đây đó, và kích đó output lên. Nó chỉnh những cái khối giống như vậy, cho nên là thường ở đằng này nè, tôi chấm là tôi chỉ lại cho coi một cái chỗ đó, ví dụ như nó edit một cái đối tượng nha, trong này các bạn lưu này lại. Thấy là nó ngồi nó làm cái nhân vật game hay kiểu gì đó vân vân thì nó làm rất là thủ công, ngày nay thì nó không làm kiểu như vậy nữa, ở trong các công ty hiện nay nó vẫn đang làm gì đó. Bây giờ giả sử tôi có một cái box giống vậy, rồi tôi để cái đó ở dạng là wireframe nha. Thì trên cái đối tượng đó, đầu tiên là anh em kích chuột phải và biến nó thành ra editable body. Được chưa? Sau đó mới nói là ở đây nè, tôi làm một cái chuyện giống vậy. Tôi chọn ở chỗ này là cái nếu chọn là cái cạnh nó đi, ép kích vô đây. Kích vô đây. Đúng không nào? Thì giả sử tôi mới nói là bây giờ tôi mới chia đó bằng cách là như nè. Tôi có một cái công cụ tên là connect. Bấm vào nó connect. Thì ví dụ cái connect là số lượng của cái đường, nó thấy cái đường đó không? Bao nhiêu đường là do mình quyết, lấy hai đường. Cái đường đó trượt về phía nào? Trượt về phía hai bên. Được chưa? Đó, hay là đó do mình thôi, mình dời qua trái, dời qua phải gì đó là do mình. Thì đó tôi có đó là hai đường. Anh em thấy là một chuyện nha. Và tôi làm bốn cái chân của này, làm bốn cái bàn, bốn chân bàn. Ví dụ tôi giữ đây một cái, giữ control cái S đó một cái nữa. Thì anh em lại dùng cái connect ở chỗ này. Đó, tôi nói ok chỗ đó. Tôi nói chứ chỗ này là giữ chỗ này, là giữ chỗ này. Control đó nha. Connect. Tôi đang chỉnh là cấp độ gì? Cảnh. Nó có đó một cái. Xong tôi mới giữ control, tôi chọn qua cấp độ là polygon, tôi nói là đây nè. Kích chuột phải nói extrude chú lên á. Được không? Anh em thấy lên được chưa? Sau là kích chuột phải mới nói tiếp cái nữa nè, khoan xin lỗi. Kích chuột phải nữa. Chọn qua cái cấp độ khác, ở dưới này nó có cái cấp độ là ví dụ như là bevel. Kích vô nó là đó. Đó lớn nhỏ. Cao lên bao nhiêu. Phải không? Ở chỗ này nè. Loe đầu ra hay là thun vô. Được kịp không? Cho nên là ví dụ nó làm cái kiểu đó, ví dụ rồi tôi cho nó lên tới đó để chấm dứt. Xong tôi nói tiếp một cái nữa, tôi nói extrude ra lên nữa. Tôi đẩy cái này lên. Đó, extrude đó lên nó lại vậy đi. Tôi mới giữ cái mặt này nè. Từ nha, nó có nhiều cái đó. Đây, giữ mặt này nè. Với mặt này, xin lỗi nha. Tôi quay vào phía đây đi. Cho nó làm điều chỉnh rất là thủ công. Rồi đây nè. Rồi bây giờ nó giữ control. Giữ control, chọn tiếp cái mặt bên này. Anh biết làm gì không? Freak. Hàng đó đã nối lại nhau á. Kịp không? Cái kiểu của đó nó làm rất thủ công. Nghe bắt đầu xong giờ nhìn qua đây, bây giờ đây, bấm cái đây nè, wireframe từ từ làm lại tiếp nè. Đây nè, đó wireframe. Bây giờ tôi chọn ở cấp độ là polygon. Bây giờ nối thế nào đây? Nó mặt này nè đúng không? Xin lỗi nha, tối tới đâu rồi? Đó là polygon. Đấy. Mặt này nè. Anh ta đang không quay đó. Chọn qua đây. Control chọn tiếp này, rồi nói hai đó là gì, làm gì biết không? Click nó lại. Hiểu không? Như vậy thì dưới tôi làm một cái bàn, tôi làm một cái bàn hay một cái ghế, dưới tôi làm một cái chân á. Thì tôi làm lại cái đó xong anh em làm nha, ok nha. Thì tôi ra ngoài tôi làm cái này. Reset. Ok. Cho nó cái nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ví dụ cái này, bây giờ muốn cái kích thước cái khối này là bao nhiêu? Em cho kích thước này là nhiều. Thì cho này như đây, cho khoảng chừng mét mấy. Cho 1 mét đi ha.
cái bài kia là 6 tấc đi ha, bài này 600, bề dày này khoảng chừng như 240 gì đó, 40, rồi cái khối nặng vậy. Ra tới đó làm gì? Kích chuột phải. Lát để tôi nói cái vô editable poly để dạng wireframe. Được chưa? Tôi cũng nhớ mấy cái phím tắt ở đây đâu, tại nó nhiều quá tôi cũng nhớ. Anh em mới chọn qua cái góc độ cạnh nè, ép giữ cái cạnh này. Giữ cái cạnh này. Bây giờ chia nó làm mấy đây thêm dưới này nè, xuống dưới này mấy co này nó là một cái tên là connect. Bấm vô cái dấu vuông. Trên cái dấu vuông đó nó nói số lượng đường, nó nói cái này hai đường. Ok. Cái chỗ này nè, nó lần này nó sẽ là gì? Là nó giãn ra bao nhiêu xa đó từ cái chỗ đó. Do tôi nói 20. Chú này nè có trượt qua trái qua phải gì không? Nó có đó không? Nó bằng không. Rồi đó là một cái. Vậy tôi chia cái đó ra được rồi đó gì? Nó chia theo cái đường cái gì? Bây giờ tôi giữ control nó chọn cái này nè, cũng cái góc độ đó. Và tôi lại tiếp tục làm gì? Đó cũng 2 và 20 luôn cái gì? Phải không? Hay là muốn nữa, muốn là đẩy nó ra sao? Đẩy nó ra đây nè. Ra ngoài nữa, do mình quyết thôi. Rồi ra đây bao nhiêu? 50 đi ha. Ok, giữ bên này. Giữ cái đường này nha. Xong lại correct. Đã có nhiều cái. Ok. Sau khi 50 được rồi thì lúc đó ta mới giữ cái này nè, giữ qua cấp độ nào? Vô này, chỉ vô cái này, chỉ vô bốn cái một lần. Ở dưới này nó có, hoặc là cái kích chuột phải vô đây nè, nó có một cái tên là F-root. Nhưng mà F-root này có dấu vuông nè, bấm vào đó mới nói mày muốn lên nhiều. Còn kia này về 20 đúng không? Chú này bây giờ nhiêu? Cho 200 đi. 200. Xong rồi tiếp tục kích vô đó mới nói là bây giờ là tôi muốn pivot. Nó hỏi pivot chú đó là bây giờ là bao nhiêu nữa, cho nó cũng 200 luôn. Nhưng mà cái này pivot nó là bao nhiêu là do mình quyết mà. Rồi cái đó khoảng trừ 20 thôi, trừ 15 đi. Xong rồi kích chuột phải, đó ép chuột lên nữa. Kích chuột phải, chú đó đâu rồi? Kích chuột phải, cái đó là ép chuột lên 200 nữa. Vậy thì làm, nếu mà làm cái đầu này nè, làm như vậy xong rồi giữ cái mặt này, được không? Quay qua mặt bên này, tôi giữ internet cho nó không quay tôi. Rotate. Quay qua đây. Giữ control, giữ internet đây. Tôi không nhớ mấy cái phím tắt của nó. Đáng lý là internet được giữa là nó quay. Đó là mình chọn là cái gì ta? Mình rotate cái đó, mình chọn là gì? Rotate là E hả? Đó là E đó. Rotate là quay đối tượng. Và giữ control chọn đó thôi. Sao nữa? Tôi bấm internet chuột giữa mà không quay. Giữ control. Làm gì? Freak đó lại. Như vậy thì cái chuyện mà chia tạo cái khối đó, cái chân bàn lên một cái ghế, cho chân thẳng lên bốn cái, đúng không? Em nói đó, giờ làm cho tôi cái đơn giản. Đó, giả sử đây tôi tạo cho nó một cái khối, tôi tạo cho nó cái bóc bất kỳ đây, cái gì cũng được. Tạo cho nó cái khối. Cái đó là dạng là wireframe. Okay. Dạng wireframe. Trên cái wireframe đó đúng không? Đầu tiên là mình phải kích nó chuyển thành editable poly đã. Cái này nó xài thường xuyên trong cái chuyện đó dựng hình. Thế bây giờ từ từ làm chuyện đó, ví dụ như nhìn đây nè, tôi đang chọn là cái cấp độ là S. Là gì nữa? S thì lúc đó mình xuống dưới này mình mới thấy cái đó nè. Chỗ cái S đó mình làm cái gì? Mình có thể là chamfer đó thôi. Extrude đó sẽ được. Đó, cái cạnh đó thôi. Nó do mình, nó đi cái cạnh nó lên, nó gọi là extrude cái khoảng đó. Do mình. Bây giờ tôi có thể chọn lên extrude, bấm vô con số cho đó. Lên bao nhiêu? Phải không? Đó. Cái đó là hoàn toàn là do mình quyết. Ví dụ, như ở đây nè, ví dụ như chọn một cái mặt, chọn cái mặt nào đó ở cái cấp độ đó là cái cấp độ nào, nó có cấp độ là F đó, thì mình thấy kiểu giống vậy. Thì anh em cứ thử trên, ví dụ tôi chọn cái cạnh cho đó, chọn cái cạnh bất kỳ F đi, F nè, thì những cái thao tác liên quan với nó là nằm ở đây. Nó cho chamfer, chặt với chamfer. Cái chamfer đó đó giờ anh lên bao nhiêu số lượng này nè, thêm mấy cái phân đoạn ở đó đó,
nhiều ít là do mình thôi, được chưa? Ví dụ như anh em chặt vô cái góc chỗ này mình nói là chamfer, kích chuột phải cũng được, đâu rồi chamfer nè, thấy không, nó bo cái góc chỗ đó đó. Thì đây kéo này ra một kiếm một cái bóc khác đi, ví dụ cái bóc này. Nói chung là cái nguyên tắc đó rất là đơn giản, cho nên nó làm này nó làm thủ công, còn làm đó bắt làm thủ công, bấm vô cái cạnh đó, ép chamfer, kích vô đó luôn, hay là làm luôn tất cả các cạnh bình thường chamfer, phải không? Chamfer cái đó là tăng cái số lượng cái phân bạc lên, nó sẽ thành cái chỗ đó, được chưa? Tôi chỉ vào chỗ này nè, đó, thấy nó trơn không? Cái đó là cái hình ở chỗ này nè, cái hình cái ghế ở chỗ này nè, nó làm mấy cái ghế này là cái cục ở chỗ này thì có gì đâu nữa nè, nó một cái dạng, một cái hình giống như chữ L đó, ví dụ nó nằm chỗ này nè, nó nằm chỗ này nè đúng không? Nằm chữ L, thì cái góc chỗ này nó bo được không? Nó chia cái mặt chỗ này xong ép rút cái cục cái hình nghĩa L góc bên này thôi. Mấy anh em mình dùng được không? Nó ra cái dạng như vậy đó. Tôi vẽ giống như cái hình này là cái hình cái khối này nè, nó nguyên cái khối này nó đi đây nè. Phải không? Nó vẽ trong cái hình L nằm ở đây là do mình vẽ thôi. Được chưa? Mình vẽ hình chữ L cũng được, anh chữ L đó cái chuyện đó là do mình sẽ vẽ bên này nè khi mình làm. Nhưng mà từ từ làm đến chỗ đó nha. Ví dụ nó bấm vô đây nó làm sếp nè. Lúc đó tôi sẽ chỉnh cái chuyện đó lại, chỉnh hoặc là tôi vẽ một cái khối, nó nói đó nối lại, được chưa? Cái xong nó nói là ra đây nó dùng cái công cụ nó là modifier nó ép rút đó lên, đánh chữ E, ép rút, extrude, segment, tất cả những anh này ép rút, cái modifier của này, đó là ép rút đó lên. Là nó cũng có thể vẽ một cái bóc, nó có rất là nhiều cách để tạo hình. Ví dụ có thể là nó vẽ một cái bóc giống như vậy, nó vẽ một cái bóc nằm phía bên kia, làm sao hai đó trừ đi nhau, nó cũng có thể ra được cái hình này. Cái hình này có nhiều cách để dựng, rồi hoặc sau đó là tôi mới biến, hoặc là lúc đó tôi vẽ lên trên này một khối nữa, tôi ép rút lên, rồi tôi không làm vậy mà tôi vẽ đúng cái hình này nè, mấy anh em thấy là dùng cái hình này đây, khối nó nằm đây nè, hiểu không? Xong rồi á, bắt đầu tôi biến là để đến double poly, tôi fillet mấy cái góc chỗ này, cái mặt trên này nè, cái chữ này nó có cái chữ là nó hơi khuất, cái hơi khó chịu chút, đây chỗ dựa của người ta đó, thì nó mới nó chia cái mặt đó bằng cái mà nãy tôi làm á, sau đó rút lên, ví dụ như vậy đi, reset này thôi, cái làm bar mắt nó tỉ mẩn khó chịu, cái này, thấy cho nó cái box đây. Tôi có thể bấm chỗ này đi. Tôi nói là cái anh này là đó. Thì dễ cho nó cái bóc khác. Được không? Nó ra cái khối đó đó. Nó lớn nhỏ không biết. Đó chú này không biết là lớn nhỏ gì đó. Rồi tôi có nói là lấy chú này nè. Bữa hôm là mình làm gì? Tập bao đúng không? Bool subtract trừ này đi. Rồi biến đó thành cái này. V kép. Ví dụ vậy. Xong rồi nó lại kích chuột phải, nó nói là biến chú đó thành editable poly, để cái đó dạng wireframe trên cái khối đó là làm sao nữa. Bây giờ cái mặt này nè, ví dụ tôi bấm vô, nếu tôi bấm vô từng đỉnh này chỉnh được rồi, nhưng mà ví dụ tôi bấm vô ép cạnh của nó là cái cạnh này nè, cái cạnh này nè, bây giờ là sao connect nó lại đúng không? Cái khoan kia connect thành đó đi. Hơi bị xéo, phải sửa này. Đó là ở cấp độ là nó mu sơ sơ gì đi, ví dụ như vậy, hoặc là nó nói bây giờ nó ở qua cái cấp độ F như vậy, lại tiếp tục làm gì nữa?
máy một đó nó trượt phía nào không, đó là spin nó trượt phía nào, được không? Rồi bên này một keo chú nổi nhưng mà tôi làm cái bấm keo sổ connect đó cái đấy giữ connect này nè, chữ này như này nè, lại tiếp tục connect nữa đúng không, đó nằm ra đó được không? Bây giờ ví dụ như vậy thì tôi chuyển qua cái cấp độ là polygon tiếp tục phải nói đó ép đúng lên được không, thì anh em mới thấy là đây là nó ra cuối cùng nó ra cái hình nó giống vậy, ở chỗ này nó có cái lưng dựa. Còn mấy cái góc bo này sao? Mấy cái góc đó làm sao? Cạnh thôi. Cạnh. Gì nữa? Cái đó có không? Đó, giờ đây là gì? Vết cái góc cho đó đi. Đấy, bấm cho đó đó. Làm đó là gì? Chamfer. Chamfer bấm ở đây nè. Lúc đó nó tăng cái số phân đoạn này lên. Phải không? Đó lớn hay nhỏ? Do mình đánh vào đây, nói ví dụ tôi nói cái đó vô 80, rồi lát nữa làm cái góc kia cũng vậy, hiểu không? Thì cuối cùng ví dụ nó nói là trên cái khối đó như vậy, nó đánh M, nó nói là M, vì tôi đi dán vật liệu, tôi nói bây giờ cái màu của anh này nó chỉ cái vật liệu nó lại lấy màu này là 100 cam, ok, dán vô đối tượng, thì có phải là nó ra cái này không? Ở dưới này anh em làm cho tôi bốn cái trụ dưới được không? Bốn cái trụ là bốn cái chân của nó được không? Cách nó lại vậy á, bây giờ để làm lại cái đó lấy một cái đối tượng bất kỳ, hình gì đó không cần biết. Thứ hai nữa là kích chuột phải chuyển nó thành edit double poly. Anh thấy nãy mà tôi lấy cái hình mà nó làm cái nhân vật game lên là nó cũng lấy một cái bóc vậy, bắt đầu nó kéo, bây giờ mới gọi là bóc modeling. Mấy anh mà ngồi làm xe, làm gì, làm bàn, làm ghế, làm gì ở trong các cái công ty làm gì badass mắt lại vậy không? Rồi sau khi mà chỉnh cái đó rồi thì bây giờ ở đây cấp độ đỉnh nè. Đỉnh vậy thì gì sao, chỉnh cái đỉnh đây đúng không? Phải không? Nó lại vậy đó, bắt đầu cái cấm kéo lên xuống qua trái qua phải gì đó, thì trên cái đỉnh đó là anh em muốn làm cái gì ở chỗ đó, rack là nó mới ra remove gỡ bỏ cái đỉnh đó đó, được chưa? Nó có những cái công cụ như này, kích vô cái đỉnh này, đây nè, nó có nè, remove nè, rack, tách đôi nó ra đó, hiểu không? Nó ra cái đỉnh khác rồi đó, thấy không? Giờ để coi nó bấm cái đỉnh này nè, nó có cái lệnh gì ở chỗ đó, connect lại. Rồi cái đỉnh chỗ đó đúng không, nó là vertex á, extrude anh vẽ lại cái đó đi, cái màn hình nó đang dính vậy nó chọn cái đó thì anh em thấy nè, extrude lấy dấu vuông này thì tức là đưa thông số rồi đó. Đây hai này nè, bây giờ nó đang nằm chỗ này là làm sao quay nó lại đúng không, nó nối nó thành một đỉnh, cái cấp độ vậy là gọi là cấp độ đỉnh. Rồi dưới này ví dụ như anh em bấm lên đây là cấp độ này nè, ví dụ nhìn vô đây cái này nè, cấp độ cạnh, cái gì nó nằm ở trên này hết à, cạnh cạnh thì làm cái gì với cái cạnh này, gỡ bỏ tạo mới cạnh split, nó là hai này với kích thằng đó là connect lại, kích thằng đó là nó là connect lại theo kiểu này nè, đó là connect nè theo cái dấu này nè, số lượng này nè, với cái cạnh này kích chuột phải nấy connect, rồi connect nó rồi nè, số lượng tỷ số phân đoạn mà mình nói hàng đó là nó gần hay xa ra, cái vị trí của nó gần hay xa ra, nó trượt về trái hay phải đúng không, đó tiếp tục làm giống kiểu vậy thôi, thì làm cho cái cấp độ này với cấp độ này đi, là xong rồi làm cái polygon này. Rồi làm hết bây giờ đi, ví dụ ở cái cấp độ này là poly là border, để cho nó chọn border của này có nha, chọn polygon, còn nếu mà chọn element là chọn nguyên nó luôn á, cái gì mà chúng ta muốn nó nằm ở trên này đúng không, tôi nói bây giờ tôi chọn là cái mặt đó, chọn cái mặt thôi, cái mặt đó thì bây giờ những cái thao tác với cái mặt hồi nãy thì biết rồi, extrude nè, bevel nè, phải không, outline, giờ đi bấm vào outline
outline, đẩy cái outline ra ngoài. Giả sử lên trên cái mặt nào đó thì mình bỏ này ra, tạo cho nó một cái khối nào đó, nhìn cái outline này. Xuống thì biết rồi đúng không? Vivo mình làm thu nó đúng không? Outline do mình thôi. Kích lên đây một cái nữa là insert, chèn thêm cái vô đây. Khoan nha. Đó. Do mình thôi. Ok. Next rule. Ha. Thì cái dạng đó là polygon, còn nó còn có những cái chuyện nào ở dưới này thì chuyện đó tính sau đi. Còn râu ri gì dưới này là chuyện đó tính sau đi nha. Giờ mình làm chuyện này nè. Cái bàn hồi nãy đâu có. Ngược lại bây giờ như là tôi có muốn có một cái mặt bàn bốn cái chân này từ cạnh bàn này xích vô cái khoảng nào đó, mặt bàn là bốn cái chân nó nằm ở trong đúng không, xong rồi nối bốn, làm sao chia cái này lại cho nó đều, bốn chân này nối lại thôi. Ok thì bây giờ mình nói xong rồi mình sẽ bắt đầu đi dựng cái góc này. Chỉ có cái này là mình có thể lấy từ thư viện vô, thực ra cái tivi này mình vẫn chế được nhưng mà mình lấy thư viện vô cho nó lại, còn mấy cái này mình chưa dựng hết, dựng lại góc đó xong chỉ gán dựng lại render lại cái này. Ok ở đây nè, khi mà mình dựng những cái công cụ dựng hình bên này là mình đã biết hầu hết rồi đúng không? Nó vẫn có cái chuyện mà làm cho mình làm từ 2D lên 3D, giả sử là như vậy, tôi bấm maximize cái này lên đi, tôi có cái công cụ bên này là shape. Shape bên này ví dụ là đường SP line, đường SP line là những cái đường cong sắp xỉ, nó gọi là đường SP line. Thế là bấm vô đó, ví dụ như nói bây giờ mình vẽ là start new shape nha, bấm đây, giả sử slide, nhớ là start new shape. Cứ mỗi lần mình vẽ này nó lại thêm một cái hình mới, cái hình này nó gọi là 2D, nó gọi là shape. Bấm ra kéo ra đây đúng không? Bấm ở đây, nếu mà mình bấm đây dứt điểm, mình kéo ra đây thì nó ra thành một điểm. Còn nếu mình bấm mình giữ luôn thì chỗ đó nó sẽ một cái cung cầu. Tại sao? Cái điểm ở chỗ đó nó lại tùy cái đỉnh mà mình muốn. Rồi chưa? Cái đỉnh đó thì dù như là ví dụ do nó render, ví dụ giả sử vậy nè. Ở đây nó có một cái nè. Nó cho phép, ví dụ như là renderer. Cái này là enable, cái này trong renderer hoặc là khi mà trong viewport. Cái này nó có bề dày là bao nhiêu đó. Nó cho phép là anh chàng này được render trong cái chính cái viewport này luôn. Đây là cái đầu mới. Thứ hai nữa là khi renderer, nghĩa là sao anh chàng này bình thường thì không thấy vậy, nhưng mà sau này là mình render đây nè, giả sử tôi bấm vô đây tôi render, render là shift key đó, thì lập tức là thấy nó. Để xem nha, nó render cái đường đó là enable này đã, enable in renderer. Rồi lúc đó render nó ra đây, vì tôi nói tôi đang hiện hình thì nó thấy nó hiện ở đây đúng không. Còn nếu mà chúng ta bỏ chỗ đó thì nó không thấy. Bây giờ ví dụ như vậy thì cái đối tượng này là gì mình chỉnh được không? Để coi cái radio mình chỉnh cái bán kính của nó, lúc mà nó bẻ cong rồi đó, cái bán kính nó là bao nhiêu nha.
khi mình đưa lại gần đây mình bấm thì tự động nó hỏi hai cái đó đóng lại dành lại nha, đúng không? Lâu cái body line đó. Như vậy thì cái dạng mà mình tạo ra là smooth corner hay smooth là do mình ha, đưa lại đó thì nó đóng cái hình bất kỳ mà. Như vậy sau đó mình modify nó, vậy thì các cái thông số đó là do mình hết. Vì modify nó có nè, chỉnh nó cấp độ đỉnh, giả sử là cái này là cấp độ đỉnh, bấm vô đó. Cái đỉnh này đó, đây nè, nó có bốn cái dạng. Bấm cái đỉnh này nè, nếu mà dưới này nó có một cái tên là Max First, tức là cái đỉnh nó xem như là đỉnh số 1. Ví dụ tôi có thể vẽ nhiều cái hình, hiểu không? Đúng rồi, tôi vẽ nhiều hình, đây một biên dạng, đây biên dạng, đây biên dạng. Ví dụ con chuột này tôi vẽ là nhiều biên dạng khác nhau, thì tự động nó nối với nhau, nó thành cái mặt cong này. Như vậy thì nó phải có một cái điểm nào đó là cái điểm mốc, điểm gốc đó. Đó là điểm, nó là Max First, điểm nó điểm đầu tiên. Anh em kích vô đây nó có một cái nè, nó có một cái là Bezier Corner. Bezier Corner thì lúc đó là gì, mình kích nó mình có thể là move nó bằng cách là gì đó, mình nắm cái điểm này, đó là một cái góc. Đây là trong đồ họa máy tính, đây nó có hai cái tiếp tuyến ở đây nè, nắm dịch chuyển cái tiếp tuyến đó thì cái dạng này có thể chỉnh được. Anh em nào mà làm AI á, đúng không, là AI á, làm Illustrator hoặc là CorelDRAW rồi mấy cái trò này là rất là quen. Hoặc là kích vô đó, ở đây nè, nó là dạng nó có một cái tiếp tuyến một, mình chỉnh cái độ cong tại chỗ vào ra cái điểm ở chỗ đó. Hoặc là mình kích thêm nó có bốn cái, nó có corner, đó là một cái điểm bình thường, được chưa? Hoặc là mình ở dạng là smooth là nó trơn tru ở chỗ đó luôn, thì do mình chỉnh cái đỉnh đó thôi, hiểu kịp không? Do mình chỉnh cái đỉnh đó. Rồi sau khi mình làm được cái đó rồi, ví dụ như bây giờ dưới này nó còn có nhiều thứ nữa nè, thì cái này những cái thông số này y hệt như bên này, thì lát tôi sẽ nói. Nhưng mà sau khi mà tôi đã có được cái đỉnh đó ở dạng là bây giờ là ở dạng là ví dụ là cái đường này thì y chang vậy, thì vô đi modifier tôi đánh chữ E, extrude nó lên, extrude đó là nắm đỡ nó kéo lên cái amount, nó biến thành ra gì, nó biến thành 3D đúng không đó. Như vậy thì cái biên dạng mà mình dựng ở chỗ này nè là hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ ví dụ như tôi reset này là, em coi thì lát mình sẽ dựng đó, bấm rồi bật chữ mai nó lên sát line đúng không? Còn mấy cái này rectangle không có gì hết. Ví dụ như tôi vẽ đây được, tôi vẽ đây con cái cánh, đây con cái miếng kiến cái gì đó muốn, nó ra một cái hình khác đó. Ok, bây giờ tôi mới lấy cái đường đó tôi extrude lên, modify extrude cái đường đó lên, extrude, đánh chữ E, extrude, đó, amount, được chưa? Cái thằng đó nó ra một cái hình khác rồi. Còn nếu mà tôi bấm vô đây và tôi lại tiếp tục modify đánh extrude, bây giờ anh chàng đó lên là mau, tôi nói là xuống đây chút xíu đi và lấy compound làm gì, trừ nó đi thì nó sẽ ra cái chỗ đó đúng không, nhưng cái cửa chỗ đó là compound bool, nhiều thứ lắm, bool biết con rugby chỉ này không có lỗi chỗ đó, vẽ miếng kiến ở đây được không, vẽ cho này miếng nữa đăng vô đây gán dữ liệu là kiến đúng không, thì nó thành cái cánh cửa đó. Cho nên cái chuyện mà mình sẽ làm set là cái dạng 2D biến thành 3D rất là dễ. Ví dụ tôi nói là bỏ start new set, đây nè, đây một đường và đây một đường nữa, thì lúc đó Feta mới ra ngoài modify chọn nó và extrude, nó ra đúng đó, một cái khỏi trừ, hiểu kịp không? Đó thì khi mà start new set nó lại vậy đó, set start new set cycle gì đó để anh em chỉnh cái này một số cái thông số. Thì cái chuyện mà chỉnh cái đỉnh này thì lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp, chưa xong đâu. Rồi chưa? Vậy thì hiểu thông số chỗ này là gì chưa? Rồi ha, renderers, chỗ đây cái là thông số render. Ở đây nó còn có một số cái nội suy, các cái cung cong giống như thế này nè, như vẽ hàng đó, vẽ hàng. Cái này có thể thêm đỉnh được. Nói chung là mấy cái vừa đây là cái hình donut, là hình xuyến. N-gon tùy theo số lượng mà chúng ta đưa cái số cạnh vào đây, đây này. Tùy theo số cạnh mà chúng ta đưa vào đây. Này là lục giác nè, phải không? Đó là bây giờ tôi đẩy cái nữa là đó, bát giác, phải không? Ví dụ là do mình hết á, những cái thông số đó. Bây giờ đánh star là cái ngôi sao vậy đây. Thì những cái chuyện mà vẽ đơn giản vậy, lát chúng ta sẽ chỉnh vẽ bất kỳ luôn. Hãy rút nó lên, test là đánh cái test vô đây vậy, phải không? Thì cái test đó chỉnh được không? Rồi test ở dưới đó đánh là ví dụ như bắt test, bỏ test rồi đi, đó là chỉnh max. Lấy cái extrude lên được không? Modify đánh E, modifier đánh E, extrude nó, đó lên đây, là màu, phải không? Nó có thể ví dụ hoặc là tôi chọn nó cái ở đây nữa nè, nó có cái tên là bevel đánh chữ B, bevel,
Google nó lên để xem nó lên là bao nhiêu segment này, một hay hai phân đoạn này, mau lên nhiêu nha. Mau cái thứ nhất chiều cao, cái thứ hai chiều cao, rồi nó là bevel outline đó, nó từng đoạn đoạn vậy đó. Cái cấp thứ ba này là chiều cao và bevel đó là âm xuống, lúc nó kéo lên đây hiểu kịp không ha. Thì đó là cái kiểu của bevel, nghĩa là vậy, giống vậy đó. Thì bây giờ mình làm cái đó, ví dụ còn helix là đây, bấm đèn đường kéo lên, đó là cái đường cong, đường xoắn ốc á, nó gọi là đường đó. Cái này là cái trứng dạng, là số cái dạng mình hay dạy hay xài đó. Rồi cái này là section, có một số cái mặt section tùy theo thông số mà tôi muốn. Rồi cái dạng đó là gì, thì bây giờ anh em giờ cái này trong khoảng chừng 2-3 phút coi cái này đi, xong tôi chỉ tiếp. Mà các cái công cụ để bị dựng cái hình 2D và sau đó biến nó thành 3D bằng cái lệnh extrude hoặc là bevel hoặc là bevel profiles mình sẽ làm. Ví dụ tôi kéo mấy cái chỉ trang trí nhé. Thế bây giờ ở trên bất kỳ một cái đoạn thẳng, đường thẳng nào, cái đoạn thẳng nào ở ngay cái góc chỗ này là tùy theo cách mình làm thôi. Đó, ngay chỗ này là tùy theo mình chấm điểm cho đó. Mình kéo chấm điểm là đường thẳng luôn, còn cấm giữ chuột luôn. Kéo tả đây đúng không? Thì nó đóng cái đó lại. Rồi khi nó đóng cái đó lại, nó thành một cái đường cong sắp xỉ, nó gọi là đường SP-line. Thì qua modify mới thấy nhiều cái thông số nó nằm ở bên này, nhiều thông số, rất là nhiều thông số. Và cái công cụ đó đầu tiên là đây nè, nó có 3 cấp độ, một là đỉnh, hai là phân đoạn, và ba là cái đoạn, là cái đường thẳng, cái đường cong đó luôn, nó gọi là SP-line. Bấm ở cấp độ đỉnh trước và tắt. Ở cái cấp độ đỉnh, ngay cái đỉnh chỗ này nè, kích chuột phải và có thể convert nó thành cái đỉnh nào đó mình muốn. Ok không? Đó, thành cái đỉnh nào mà mình muốn, thấy nó trơn tru mình sửa nó. Hoặc là ví dụ như tôi nói là chọn ra cái đỉnh chỗ này, là tôi nói kích chuột phải vô đây và tôi convert anh thành một cái corner. Rồi tôi dời nó lên xuống rồi đó, tôi convert nó thành ra một cái smooth, một cái góc trơn ở chỗ đó. Hoặc là những cái bezier corner. Còn nếu mà ta muốn làm một cái đường khác, ở đây nè, xin lỗi nha, tôi chọn cái đỉnh này, dưới này nè nó có nè. Mấy anh em nhìn đi để lát nó làm. Nó có một cái là ví dụ như là cycle, là nó quay vòng vòng này nè, nó đi ở các đỉnh để cho mình sửa, nó gọi là cycle. Được chưa? Có bốn dạng đỉnh đó. Bốn dạng đỉnh đó do mình kích chuột lên đó mình thấy đó, một là bezier corner. Hai tiếp tuyến là hai bên vào ra cái đỉnh đó. Nếu là bezier, đó là tên của một cái ông mà là một cái nhà toán học thôi. Là ra định nghĩa chỗ đó. Thì cái chỗ đó là một cái tiếp tuyến một. Nếu mà là corner thì là một cái góc. Nếu mà là gọi gì? Là spot thì chỗ đó nó sẽ là một cái trơn tru, một cái nó đi trơn vào đó đúng không, nó nối liên tục vào chỗ đó. Vậy thì mình có thể là dùng cycle chỗ đó, mình đi chọn chỗ này và cycle được chưa. Còn nếu mà tôi nói là chỗ này là cái khoan cycle nó ra đây, anh em sửa cái hình này thôi đó, ra đó và có một cái tên là break, nên nó có một cái là break, ngắt chỗ đó ra break. Break thì cái chỗ đó tôi có thể chọn một cái đỉnh ở đây này, nắm kéo nó ra đi. Tôi break cái chỗ đó, ngắt đó ra, nó ngắt đó ra làm hai cái, được chưa? Nó ngắt chỗ đó ra, ví dụ như tôi có thể là gì đó create line, thì nó nối đó lại, tôi có thêm chỗ đó. Còn nếu mà tôi đã ở cái cấp độ, nên nhớ là cái cấp độ đó là cấp độ đỉnh, vật tách, cấp độ vật tách. Ví dụ tôi nói ngay chỗ này nè, cái đoạn này nè, tôi có thể refine nó, bấm vô cái đỉnh này nè, tôi có thể refine. Refine tức là sao? Create line là tạo mới nha, tạo ngoài được không? Đúng không? Tức là tạo một cái đường mới, nó gọi là create line. Được chưa? Và break là ngắt ngay các đỉnh đúng không? À, tách là khi nào ấy, còn refine là như vậy nè, mình chèn thêm đỉnh nào đó, nó gọi là refine. Tinh chỉnh nó đó. Để làm gì? Để cho cái dạng ấy nó mạnh hơn thôi. Để tôi có đào một số cái bài về cho các đồng chí rồi đó. Rồi, như vậy đi. Ở đó. Còn thí dụ nó là như vậy nè, hai cái đường đó là như vậy. Tôi có một cái, tôi break ngay chỗ này nè. Tôi break cái chỗ đó ra. Ngắt đó ra. Anh chàng nó đi riêng đúng không? Bây giờ nếu gom nó lại thì sao? Chọn hai này nè. Và đây nó có một cái lệnh tên là fill. Fill nó gom lại thôi, thành một đỉnh và nối nó lại, weld nó lại, thì nó dính nó thành một đỉnh lại, hiểu kịp không?
còn cái điểm nào đó, ví dụ cái đỉnh này nè, tôi nói tôi make first, thì đó là cái điểm xem như đánh số là đánh số 1, xem nó có cái chỗ nó hiện cái đỉnh đó, nó có một cái chỗ là nó hiện các cái thứ tự của các cái đỉnh ra, xem lâu đó rồi đâu không để ý này. Đây nè, vertex number nè, thấy không, cái này số 1 không, cái này số 1 không, màu đen á, 1, 2 đúng không, cái này 1, 2, 3, 4. Giờ ví dụ tôi giả sử tôi chọn này, tôi make first này, cái này nó làm gì, ví dụ một dưới này có một cái tiếp diện, trên này có tiếp diện, ví dụ tôi làm một cái, tôi làm có thể tôi làm con chuột hoặc tôi làm cái thân của cái tàu, tôi vẽ đây viền dạng, đây viền dạng, lúc đó tôi phải đánh là nếu số 1 nằm đây, số 1 nằm đây, lát nó nối số 1 vô đây nó xoắn, cho nên phải đánh số 1 lại, được chưa? Giờ ví dụ nó đây này, tôi make first thằng đó chứ, nó make first chưa, make first đó, nó số 1 đó, là thấy không, thấy này số 1 không, thấy không, này nếu đó tôi make first thì anh chàng nó thành số 1, được chưa? Vậy bây giờ đó là như vậy, thì bây giờ cái cấp độ đó là cấp độ mà cycle thì quay vòng là dĩ nhiên rồi, được chưa? Break thì ngắt đó ra, fill thì gom lại, connect đúng không, là nó vẽ hai đường, nó make first, còn drop insert là như vậy nè. Ví dụ như đây tôi tạo line, create line đó là create line, thì đây là đây rồi, nhìn chỗ này nha, cái chỗ đó tôi mới nói là như vậy nè, drop, drop insert thôi, drop insert thì giữa hai đó nó sẽ có một cái dấu, vậy nên tôi có thể vẽ rất là nhiều cái để tôi làm cái mặt, cho nên là nó dùng cái đó, nó dùng nó vẽ một cái mặt gần của cái con chuột này chẳng hạn, hoặc cái bờ gần của cái xe hơi, nó có rất là nhiều bài để từ từ tới chỗ đó đây. Giờ đang nói cái công cụ đó, còn nó dùng ngay cái đỉnh chỗ này nè, anh em chọn cái đỉnh chỗ này nha, đó cái đỉnh chỗ đó nè, chamfer fillet gì đó, được không, fillet á, chamfer đó, chặt cái đầu đó, chamfer đó, đó chỗ đó nha, nó chặt đó là bao nhiêu, không có thông số chỗ này nha, fillet ngay cái đỉnh chỗ đó, cho nó fillet cái bằng cái đỉnh nhà nó đi, tôi lựa cái đỉnh đó, tôi fillet, tức là cho mình chỉnh, tinh chỉnh những đối tượng này, đối tượng đó sao cuối cùng để làm gì biết không, rồi đó là về ở cấp độ đỉnh. Vậy thì khỏi show vertex number ha, đúng không, còn show selected only thì lúc đó sao, sợ tới nào nó chọn là hiện điểm đó thôi, tức là show selected only. Và sau khi mà tôi có được cái biên dạng đó rồi thì cái chuyện mà sau này tôi phát triển lên 3D thì cái chuyện đó. Vậy thì mấy anh em hiểu ở chỗ này nó là cái gì chưa, còn attack mình đi là vậy nè, thì tôi trim hai này với nhau, hai đường này rời với nhau, tôi nói attack, thì tôi chọn cái đường này để attack bên tay được nhé, chỉ này, attack, anh chàng này tốc độ lại speed line cho nó chịu, tốc độ đó, attack, nó trim hàng đó lại với nhau. Attachment thì tức là nó phải gom nó thành một bộ, hàng đó vô một tập hợp nó mới chịu. Vậy thì ở chỗ này, lát nữa tôi quay lại chỗ đó đi ha. Vậy thì mấy anh em hiểu cái lệnh chỗ này chưa? Tức là nếu mà ở cấp độ định thì mấy chỗ này nó bật lên cái gì đúng không? Cái nào đen là cái đó là không phải lệnh của nó rồi đó. Còn ví dụ như là bấm vô dưới này nè, đó, segment, thì ở chỗ nào mà nó đen là coi như là không phải lệnh của nó rồi đó, đúng không? Trim rồi, trim. Đó. Đó.
nó mới hiểu rằng đó là hang, đó là vô. Còn nếu nhiều đường thì nó phải dùng cái gì? Atlas Menti, Menti. Rồi chưa? Đó, bây giờ ví dụ như đây là Bull, Trim cắt rồi đó, Mirror, bây giờ ở dưới này nó có một cái nó có cái đường outline rồi, ra riêng rồi đó, không nằm chung bộ nữa, đúng không? Ở dưới này nó có một cái đường là đường outline rồi, đây là outline, thêm một cái đường gần như offset á. Ví dụ anh em làm ở đây một cái vòng tròn này, thì dưới đó nếu mà chuyển qua cấp độ bên này nó có cái đường outline. Là một cái đường giống như offset vậy, nó gọi là đường outline. Đó, outline rồi. Trim outline bên này nó mờ. Nó phải dạng là SP-line. Và đó là đường outline. Em kịp không? Cái đường đó đó. Đó là những cái đường outline, những đường mà nó giống như offset ra vậy đó. Đó thì bây giờ nè, đối với anh em á thì qua đây dựng một số cái hình 2D này, chuyện nó dựng đơn giản. Vô trong cấp độ đỉnh của nó, nhìn ngoài cấp độ đỉnh của nó ở đây. Cấp độ đỉnh của nó chỉnh là gì? Chỉnh vào tách. Những cái lệnh ở phía dưới trên này là tôi đã nói rồi, well, connect, match first, đúng không? Chuyển qua đoạn xác minh cái lệnh, những cái lệnh như này, cái nào mà nó mờ là coi như là nó đen vậy là nó thua rồi nè, là không phải lệnh của nó, đúng không? Nó chỉ có chia phân đoạn của nó chẳng hạn, chẳng hạn đó nó chia không mấy phân đoạn để chia bằng mấy phân đoạn detect divide gì đó, hoặc là trên này là SP-line. Thì sau khi mình ta làm được những cái đường đó xong xuôi, sau khi có dụ cái đường đó là đường này, thì nó có một cái lệnh đó, nó cho cái lệnh bên này cho mình là extrude đường đó lên, nó biến thành extrude, nó là cái đường đó, nó mail là đây, được không? Hoặc là tôi vẽ chỗ này nè, tôi vẽ cho nó một cái đường cong, tôi vẽ cho nó cái đường tròn ở đây đi, tôi vẽ cho nó một cái đường cong ở đây đi. Rồi tôi mới cho là bây giờ là trên hai này nha, anh chàng tôi chọn anh chàng này thì tôi vô trong này nó có một cái lệnh modify cho tôi, cái lệnh đó là bevel, không phải là bevel mà gọi là lốp l, lốp đó là trong cái này thì không phải là lốp, là bên compound có cái lệnh lốp. Nó hỏi là bây giờ anh cái này là biểu dạng đúng không, thì anh chỉ lấy đường dẫn get path chỉ nó hút thằng đó, ok luôn đấy nè, đúng không, nó phóng thằng đó. Còn hoặc là nếu tôi chọn thằng này thì tôi mới nói là lốp, lốp chọn anh chàng đó, xin lỗi nha, bên get chọn anh chàng đó lốp, và anh chàng đó là gì, get sắp chỉ này, hiểu không? Thì lúc đó nó mới có một số cái là skin parameter, nó có thằng bình phơm rồi đủ thứ trò cho nó, surface parameter đó. Là bây giờ về đi thôi, mấy anh em vô vẽ lại một số cái đó và chỉnh thử cấp độ đỉnh cho tôi, xong rồi tôi nói tiếp qua bên kia. Rồi tôi reset cái này, này new cái này đi ha, new on đi, có gì hết, vẽ xếp, vẽ một cái star, cái lệnh này là chuyện rất là bình thường, đúng không? Giờ thứ hai nữa là vẽ một cái line ngoài, được chưa? Bây giờ tùy theo cái mình chọn là cái gì, bây giờ mình chọn là cái này hay là chọn là cái này, nếu mình chọn cái này thì nó hỏi đường dẫn, vì đó là dễ vô compound, compound thì nó có lốp, lốp thì lúc đó cái này là gì, đây là xếp thì phải get path, nó lên, nó phóng thằng đó. Còn nếu trong trường hợp mà mình chọn cái chàng này, mình lốp thì lúc đó nó sẽ hỏi là gì, get xếp, phải không? Xếp thì lúc đó nó sẽ có những cái đồ liên quan của nó nữa, creation method để tôi xem coi là nó cái skin parameter này nè, skin inset nè, optimize xếp được không nha, nó có một cái công cụ của nó đó. Bây giờ đó là như vậy, ví dụ anh em nhảy qua bên này nè, giả sử tôi có một cái hình là cái xếp là cái ngôi sao này, điện star, cái lệnh bevel là lệnh này nè, nhìn nó thấy cái hình thôi chứ gì, bevel là cái này nè, modifier rồi. Sao, đây là bevel là cái này.
càng nó chạy nhanh. Mới càng nó chạy nhanh. Đây là Bevel Modifier là cái này nè. Bây giờ anh em có cái chữ này đúng không? Cái biên dạng bất kỳ đúng không? Biên dạng bất kỳ thì lúc đó nó biến thành cái này là tùy theo cái mà mình muốn. Rồi chưa? Nó thành nhiều phân đoạn với biên dạng khác nhau. Ờ, với lại cái đoạn mà nó Bevel nó làm, tức là nó làm sao? Nó vác đầu á, giống kiểu này. Rồi, thấy Bevel không? Rồi chưa? Vậy thì tôi mới quay lại chỗ này, tôi nói là đó, anh chàng này nè, là của anh là Modifier, trong này nó có cái Bevel. Đó là Bevel. Bấm Bevel để máy hỏi nè, cái thứ nhất, chiều cao. Đúng không? Outline, thôi cho nó đó bằng không, không có gì hết. Rồi chưa? Nó lấy cái đoạn thứ hai nè, outline, ve đầu ra, và chiều cao. Được không? Cái đoạn thứ ba nè, là này âm vô, và Bevel. Kiểu không? Đó là Bevel. Như đây anh em lại có một cái khác nữa nè, nhìn luôn, nói luôn nữa nè. Ở dưới này là rectangle nè, tôi vẽ đây một cái. Không biết là tôi vẽ đơn gì, không biết tôi vẽ cái biên dạng này là một cái nè. Đó, vẽ một cái hình ngôi sao kéo ra đây. Rồi nha, để mình xem nha. Thì nó có một cái lệnh rất hay, đó là Bevel Profile. Giả sử tôi bấm cái này nè, chọn lại cái đường này, này nó sẽ quét dòng theo này. Cho nên lúc mà tôi kéo mấy cái chỉ trang trí rồi đó, làm mấy cái chỉ nổi á, chạy dọc cho nè. Thấy không? Từ hay cái gì đó do tôi thì vô trong này nó có cái gọi là Bevel Profile. Bevel Profile là anh chàng này là Big Profile. Ok không? Đây nè, cái hình ngôi sao đó nó sẽ quét chạy xung quanh này. Được ha, giờ làm lại đó nha. Bây giờ đầu tiên là anh em ra ngoài xếp nè, tạo một cái hình gì đó, cái ngôi sao. Rồi chưa? Nó lấy cái hình gì cũng được bất kỳ. Nó vẽ cho tôi cái hình khác nữa, dùng qua bên này nó có extended SP line nè. Tôi vẽ hình gì đó không biết, thôi nó vẽ đằng này trước đi. SP line được cả tính. Rồi nó ở chỗ đó đó. Rộng ra chút. Rồi lấy anh chàng đó mới chọn này trước ha. Trong đó mới đánh Bevel. Đó nó có cái Bevel profile, cái này rất là hay xài. Thì dưới này nó quick profile. Chỉ này. Nó chạy xung quanh cái này, cho nên làm mấy cái G chỉ rồi đó là nó chạy kiểu vậy đó. Đấy không? Hoặc là cái khung giống như cái khung ảnh này đó, nó chạy chỉ đổi. Rồi, làm cái đó là bây giờ anh về tôi reset cái chỗ này đúng không? Những cái thông số đây các đồng chí đều biết là đó, phóng lớn này lên. Đó, set. Tôi đang nói cái trang đầu tiên là trang khởi tạo, create, nó có những cái thứ gì trong này để nói trước rồi xong rồi vô dựng hình modifier bên này đúng không? Gán vật liệu vân vân. Đấy, giờ bây giờ đây là stand up SP line, thì cái này là cái đường thay vì mình vẽ hai cái hình chữ nhật thì nó có luôn cái hình chữ nhật giữa này trong này. Đó, ra đó modifier extrude nè, anh em thấy là có một cái đường cái mà tôi chỉ luôn đó, edit có một cái là edit SP line extrude đó, extrude đó ở màu lên được chưa một chuyện đó, vô đây SP line expanded channel đó, kiểu gì đó angle nào vẽ mấy cái các góc hay là cái gì đó là nó dễ gây tê phải không đó. Yeah. Đó là cái y. Vậy thì toàn bộ cái đó có thể trút lên được. Trong này nó có cái modifier đó, mấy cái modifier đó là trút, phải không? Đánh cái e, nó biết được là trút. Màu là đây. Nhưng bây giờ ví dụ giả sử tôi chọn anh chàng này thì thay vì ở cái cấp độ giống như cái hình này nè, vô trong này nó đâu có mấy cái đỉnh đâu chỉnh. Nó có đâu chỉnh. Muốn chỉnh nó thì bấm lên đó phải dùng một cái modifier tên là e, nó tên là edit SP line. Thì lúc đó nó mới cho mình ở lại ba cái cấp độ giống nãy mà tôi nói. Được chưa? Y chang giống vậy, những cái công cụ này nào là create line và track cái size vân tích đó ra. Rồi chỉnh vô cái đoạn đó. Chỉnh đoạn này. Thấy không? Đoạn đó là chỉnh kiểu nào? Thì tại sao mà nó đã có những cái lệnh giống như nãy mình làm rồi. Tại vì nãy mình vẽ bên này á, vẽ bên này là SP line, cho nên nó có sẵn cái đó cho mình. Đúng không? Là nó có sẵn cái cấp độ hiển thị đó cho mình, có ba cái cấp độ để cho mình chỉnh, gọi là sắp offset á, cho mình chỉnh. Còn nếu mà những cái đối tượng như vậy làm sao có, đối tượng như vậy không có thì buộc phải làm cái chuyện là gì, là nó phải dùng cái modifier để select đó. Select cái dạng đó là gì, đó là cái channel đúng không? Ok, dưới cái channel đó thì edit SP line để cho mình chỉnh giống vậy. Rồi cái công cụ đó là nhiều. Tiếp tới một cái nữa, nếu ở dạng 3D giống vậy, anh em để chỉnh
wireframe. Tôi bấm lên cái đối tượng giống vậy thì trong này nó có cái modifier mình chỉnh. Chỉnh gì? Trong này nó có một cái modifier quan trọng, đó là những cái quan trọng đó. Tập chữ E nữa. Nó có là edit mask. Edit mask thì lúc đó nó cho mình chỉnh các cái cấp độ mà bữa trước tôi nói. Cấp độ đỉnh. Đúng không? Rồi chưa? Giờ lên xuống. Phải không? Đó. Rồi đó cấp độ đường. Cấp độ phân đoạn. Đó, đây nè. Nó gọi là sẽ là cạnh. Rồi đây là face chỉnh lên cái mặt này. Chỉ lấy thường thường nó lấy những cái mặt lưới tam giác thôi. Thì nó gọi là face. Còn nếu mà anh em nào nó là polygon thì nó sẽ lấy nguyên cái mặt đó luôn. Rồi cái này bữa trước đã làm chưa? Đó, cái chuyện đó là mình biết rồi đúng không? Đó là chuyện nguyên offset nó là đó. Cho nên là trong cái chuyện điện hình nó có đơn giản là vậy. Bây giờ tôi chỉ vẽ một cái máy hai đầu dốc, ví dụ dùng những công cụ đó. Giả sử là đây tôi vẽ cho nó một cái box. Cái box đó tôi cho chiều cao sắp mình đó là 2. Bây giờ sao nói vậy nè, đối tượng này làm sao mà chỉnh lại được thì phải qua đây apply e modifier là edit map. Edit map mới là ở cấp định đỉnh, này là một nè, giữ control chọn này là hai nè, hai chàng này gom vô nè. Dưới này nó có cái công cụ nè, nó cũng có thể tạo nè, tắt red đỉnh nó ra nè đúng không, xóa thì gì đó đầy đủ hết rồi mới nói là đó là gì biết không, collapse này nó vô gom thành một chỗ. Anh chàng này cấp độ đỉnh giữ control chọn đó, nó collapse luôn là hai cái. Được chưa? Bây giờ nè, mới nói là bây giờ anh ta ép. Trong này nó không có thu của nó xuống. Bây giờ mới nói là đây nè, phóng này lớn lên. Không bị cái lệnh gì nè. Phóng lớn đó lên. Và nói là hai này nè, đó. Bây giờ anh move này vô đây. Move này vô đây cho mình ha, move chính xác vô nhiêu là mình biết rõ gì đúng không? Đó là lên trên là cái bấm cái lệnh move đó, dò thông số là vô cái gì chính xác. Cái nữa là gì nữa, phóng lớn này lên. Rồi cái hình nó là như vậy, mới nói là như vậy nè, cái hình này phóng lớn này lên. Đấy, chọn cái đỉnh này nè, move vô cho nó thẳng hàng nè, move này vô cho thẳng hàng. Được chưa? Cái này nó đang bị lệch đó. Cho tôi thôi, nãy tôi nắm tôi kéo nó không đúng chỗ. Giờ anh em nói, ok, nắm này nè. Rồi, ra đó. Vậy thì cuối cùng tôi có được cái máy kiểu này. Hiểu không? Được chưa? Bây giờ tôi... Như vậy thì anh em hiểu là nếu mà ở dạng shape 2D thì anh em có một cái modifier tên là gì? Edit SVLine. Bất kỳ đối tượng nào 2D. Còn nếu mà 3D thì có một cái muốn chỉnh là phải là edit mask. Đúng không? Mask thì nó cũng quay lại cấp độ đỉnh giống mình. Giờ tôi làm lại cho này. Tôi reset. Mask là đối tượng lưới. Còn thằng edit poly là một cái đa giác. Gọi là một cái biên bề mặt của nó là những cái đa giác. Gọi là poly. Bây giờ như vậy, thứ nhất là vẽ một cái box với số phân đoạn theo phương này chiều cao là 2. Ok. Và cho nó ở dạng wireframe. Được chưa? Sau đó tôi có thể là một á, là tôi ra ngoài tôi modify nó bằng cái gọi là edit mask. Dạ. Và cấp độ đỉnh. Gom này nè, miếng này nè. Xuống dưới làm gì? Collapse nó vô. Được chưa? Tiếp tục bên này nè, tiếp tục bên này và collapse vô. Rồi nữa. Phóng lớn thu nhỏ vậy đó, này nó đang bị cái loại gì đó. Rồi mới nói bấm này qua cái môi trường này nó không cho xài lệch kia thôi chứ gì đó. Phóng nó không cho tôi lại xài tắt kia đấy. Cái này nó xích vô đây được không, này nè xích vô đây, tôi đang nhìn ở nhìn trái nhìn phải gì của nó đó. Rồi đây thì lúc anh em nhìn qua đây thấy tôi đang ở cấp độ đỉnh đó, thấy cái hình nó là đây nè đúng không. Rồi tôi mới nói là bây giờ tôi làm tiếp cái nữa là cái cạnh này nè, anh đi này vô. Cạnh này nè, đi này vô. Thẳng đường này nè, đây là nhìn trước á. Rồi phóng lên. Tôi nói là phóng anh này lớn lên. Rồi đó đó. Rồi chưa? Như vậy thì bất kỳ cái khối 3D nào anh em đều, ví dụ kể cả cái teapot này, ra ngoài nếu mà muốn chỉnh nó thì phải là edit gì? Edit mask.
edit map. Edit map thì có mới có cấp độ để điều chỉnh. Còn bằng không thì làm sao? Giả sử cái quả cầu này spear khỏi muốn khỏi xài đằng đó là kích chuột phải, convert thành gì? Editable map thì editable map nó mới có luôn cái đó cho mình. Chứ đó là cái kiểu nó có nhiều cách để tạo hình, hiểu không? Tức là nếu nhưng mà lý do tại sao người ta làm modifier là đối tượng điều chỉnh, bởi vì modifier đó nếu không thích tôi vứt nó ra, tôi sửa nó xong xuôi tôi cảm thấy không thích cái đó là tôi vứt nó ra. Còn anh em biến nó thành editable map rồi á thì không thể undo cái đó. Nếu mình biết còn đơn giác thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà dĩ nhiên là mình ví dụ như tôi áp nó vô cái rồi tôi kéo nó ra, tôi xoắn rồi tôi top đầu nó, giờ tôi không thích cái công đoạn này tôi xoắn, thấy không, kéo stretch nó ra và top đầu nó tắt hơn nó, bây giờ tự nhiên tôi thích cái công đoạn giữa stretch không có tôi vứt, thì lúc kia nó không cho làm kiểu vậy. Thì do đó lý do tại sao người ta dùng modifier. Và modifier đó để ra ngoài mua đĩa nó bán rất là nhiều đĩa ở ngoài đó. Thứ nhất là anh em học Basic để biết cách tạo dựng, phải tạo gán vật liệu làm đủ cái trò. Nhưng mà thật ra thì những cái thứ thư viện này là nó có những cái đồ rất là hay, ví dụ như nó vẽ cá, anh ngồi làm cá lâu đó nó có modifier, hay là nó có cái plotting á, kéo thả vô nó không cá, nó làm con gà đi tới đi lui chẳng hạn, ví dụ vậy. Ví dụ thay vì người ta ngồi tao phải dựng con gà đó lên xong rồi diễn quạt đi tới đi lui, thì lúc đó nó có một cái quăng vô nó có, ví dụ vậy. Thì ra ngoài mua những cái xe chạy từ chỗ này đến chỗ này, hiểu không? Như vậy thì đối bất cứ đối tượng 3D nào của mình vẫn có thể convert nó thành thứ mình muốn. Editable map tức là cái lưới có thể điều chỉnh được. Editable poly tức là những đa giác có thể điều chỉnh được. Deformable poly tức là deformable tức là cái có thể biến dạng được, gọi là deform. Và một cái là editable face, face là mặt tấm, là dạng tấm. Nhưng mà hai cái dạng này ít có xài, nó xài hàng trên là nhiều. Được chưa? Vậy là lý do tại sao khi nào người ta chuyển nó thành là map hay là poly, khi nào là dùng modifier áp lên nó. Rồi ha. Đó, bây giờ anh em ra dựng lại cái máy này cho tôi. Đâu vậy đâu, dưới cái hình này nè, dựng rất là nhanh thôi, những cái hình này nhanh. Hình này xong bắt chỉ gắn vật liệu đúng không? Rồi. Nhìn những cái hình đơn giản trước xong dựng ngoại thất thì dựng nội thất thôi. Dựng cái đó. Vậy. Tôi reset cái này lại. Reset. No. Yes. Phóng này lớn lên, bây giờ vô trong tool rip nap setting. Không, vô customize trước. Vấn đề là đơn vị mình muốn là gì? Là mm hay là tôi để là generic unit. Generic unit thì lúc đó ví dụ mình xài hệ Anh hay hệ Mỹ hay là Việt Nam hay là hệ metric á. Mình nói thôi bây giờ nè. Đó là bước đầu tiên là generic unit. Bấm đó. Generic unit thì bây giờ nhìn xuống mặt bằng này đi, bây giờ vậy. Vẽ cho nó cái box. Giờ anh em vô đây khoan đã, RipNap setting bắt vô đâu, bắt vô Ribbon đúng không? Ribbon biết lớn nhỏ gì đâu không biết. Rồi bấm chữ S bật nó lên, nói là Ribbon. Rồi ra tới đây đi. Lát tính. Không biết lên nhiều không biết, lát tính. Rồi bây giờ mới nói là đó, RipNap setting. Cái nữa. Đây cái nữa. Rồi vô đó đi, cho nó cái box nè, phải cái đó, viết nam setting từ đây đến đây, gì nữa, cái đó là làm sao nữa, dễ nó cái box bấm S thôi, để cái box từ đây ra đây nè, nó lớn nhỏ, vậy thì bây giờ cái chuyện cái tường những cái đối tượng này bây giờ mới chỉnh nó, vô chỉnh đối tượng thôi. Là gì thông số modify của nó giờ muốn nhiêu, đó là gì chịu len, len nó là bao nhiêu đó, 10 hả, đấy đó hiện thời là len là 10 phải không, len là nhiêu đó, 5 này cao, này width là 60, này là chiều cao là 30, ok giống nhau hết đi, này cũng vậy, này là gì, đó là gì 10 phải không, 5 chỉnh cái một số thông số cho đó thôi. Anh em chỉnh tất cả nào đó chỉnh 30. Bây giờ mới gắn thằng này vô. Move bên này lên một chút xíu. Move. Bây giờ hai anh chàng này align vô đây được không? Align này vô dưới này được không? Vô cái đáy này đó, được không? Rồi dùng align lấy đó đi tool align.
like đó. Ví dụ này này. Đó. Minimum của bên kia vô maximum của này. Average. Gì nữa? Tăng thông số đó lên. Chiều rộng. Không, chiều này. Phải không? Giờ trái về phải vậy đó là do anh em thôi. Cho nó lên, chiều cao nó lên chút. Rồi sao nữa? Xu nó thôi. Modifier phải không? Không có. Không vào. Bull. Vector and B. Là chú này. Bây giờ chú này bây giờ làm sao phải vô đây? Bây giờ cho nó một cái nhìn xuống bắt vô đây là grid nap setting gì đó, tool grid nap setting đó, giờ tôi bắt vô add setman gì đó phải không, bỏ ribbon không cho nó bắt nó nữa, vô đây nè để cái này wireframe đi gì hết, ra ngoài thảy cho nó một cái AEC, một cái window AEC window mà fixes này nó sẽ được bắt đầu bằng đây bề rộng trước, chiều sâu và chiều cao nữa, bề rộng được chưa, chiều sâu và chiều cao. Anh chàng đó cái vertical này là mấy này, không phải, đó là frame, cái số phần lợi divide này, horizontal này, chiên này ra trong cái hình này là mấy, của mình là mấy, do mình ta 1, 2, 3 mấy, 4, 5 gì đó. Rồi cái khung ở giữa đó, cái đó cái placing thickness là nhiêu đó, cái frame này dày mỏng là do mình đúng không, cái đó frame nó là dày mỏng là do mình, vậy thì cuối cùng nó ra là cái này. Rồi nhưng mà chú này bây giờ nó nằm như vậy là nhìn rất là khó chịu, bởi vì anh em phải nhìn đây nè, nó có cái vật liệu, tôi không biết vật liệu của chú này ở giữa là cái gì, khung gỗ là cái gì, được chưa, chỉnh này vô ra được không, thì lúc đó mới nhìn cái đây nè, F1 nhìn vật liệu, rồi là tôi bấm F bỏ đó, bấm F1 nhìn này, nhìn cái vật liệu đo, đo là mari AC creating architectural object nè, đúng không, window cái này đúng không, và fix the slide này, nó có 5 thành phần vật liệu, anh em xem nha, 5 thành phần vật liệu đó là cái gì, frame width material window, tôi biết là đo material nè, đo lại material cho xem cái đó này. Nó nè nè, bất kỳ một cái cửa đi hay là cửa sổ cái gì cũng được, có 1, 2, 3, 4, 5, vậy thì số 3 là cái tấm kiến này nè, đúng không, số 3 là tấm kiến là vô trong này nè, anh em gọi M, gọi cho nó M, thì trên cái M đó cái mode của nó là mình để là combat material đi, có cái này là cái mới nè, nó có gì hết, nó đổi dạng thôi, thì trong các phần mềm khác giống vậy thôi, mới nói nè, bây giờ tôi nêu cho anh một cái vật liệu đó là multi subject, multi subject, bấm nó hai cái, quăng vật liệu cũ, rồi chưa, số lượng vật liệu là mấy, 5 nữa, và tôi quan tâm cái vật liệu số 3 này nè, hiểu không, tại vì cửa kia này nè, vật liệu số 3, giờ tôi chọn đó trước đi đã, đó vật liệu số 3 chú đó là gì, là 5 cái vật liệu đúng không, thành phần vật liệu số 3, symbol lot, chú đó là vật liệu số 1, bây giờ số 1 nó là tôi cho nó màu này đi, ở đây số 1 và tôi cho nó, tôi đang gán màu thôi nha, chưa nói gì texture gán lên đó là vật liệu nó là cái gì, 1 là đó, 2 là này, 2 là màu đỏ đỏ đây nè, đúng không, và 3 là dưới vật liệu dưới này nè, tôi sẽ chỉnh là vật liệu đó là cái opacity của nó, là ngược lại của nó là transparency, opacity nó khoảng chừng 30% thôi, tức là độ trong suốt của nó 70%, được chưa? Rồi, tôi nói vậy. Tôi nói bây giờ nè. Khoan nha, từ thả đó đi. Vật liệu số 4 là vật liệu này. Chọn chú một cái màu khác đi. Xanh đậm luôn. Vật liệu số 5 là vật liệu này. Deep field á. Nó là cái gì đâu mà tôi giải thích cách chi tiết, đừng lo. Rồi, vô đó. Mấy cái màu này đúng không? Rồi. Tôi nói nè, đây nè, bấm vô đó, tôi nói nè, số 1. Instant. Instant có nghĩa là sao? Nó hỏi instant hay copy? Instant có nghĩa là tôi thay đổi này thì thằng này đã ảnh hưởng. Còn nó copy là độc lập luôn á. Có đôi khi nó là gì? Vật liệu kiến. Được chưa? Vật liệu này ở đây. Vật liệu này là đây, tôi có 5 thành phần vật liệu. Và tôi gán vô cái đối tượng mà tôi muốn. Ok, thấy đằng sau không?
thấy không? Đấy là đằng sau. Bây giờ cái nền đằng sau đâu? Nó rendering, render setup, environment nè, để coi nha. Background, environment map nè. Background đúng không? Đi ra ngoài kiếm cái hình bitmap là cái bầu trời sky có không vậy? Không thấy cái này. Tức như là mình phải đi lấy một cái bầu trời phải không? Mình kiếm cái nào đó là bầu trời. Ok. Thôi kệ nó, để ra ngoài đau cái hình đi ha. Lên này lấy cái hình. Lên nó kiếm cái hình. Nó dễ anh em biết làm nó dễ à. Sky. Hình ảnh. Đó, bầu trời là cái gì? Giờ anh muốn lấy bầu trời nào? Bầu trời này nha. Cũng được, beautiful sky. Lưu nó lại làm render sau lưng tự nhiên nó thấy hình đó. Cái hình đó đó, siêu mê. Vô đâu? Ra ngoài ủ vô My Document đi. Beautiful sky. Rồi xong cái hình đó ha. Nó ra Paris Map mới nói là cái hình đầu kia. Bitmap. Cái đó là nó nằm trong My Document đó. Nó có một cái tên là Beautiful. Rồi cái bầu trời đằng sau. Rồi render coi thử. Ở đây đằng sau nó có cái bầu trời. Để zoom lớn này lên nè. Đẩy lớn này lên. Không cho nó thấy cái kia. Ha. Rồi bấm render rồi. Mình thấy cái hình sao nó thấy cái camera đó nó thấy cái lòi cái đầu cái ghê quá vậy. Lật này đứng lên chút, không cho nó thấy cái bầu trời làm sao. Ok không? Fan nó ra. Rồi vậy đi ha. Tôi không cho anh thấy cái hình đó, giờ là F10 luôn. Nhìn thấy cái bầu trời đằng sau lưng nè. Hiểu kịp không? Cho nên là tôi gây lần lần tôi gán vật liệu tôi thảy giờ tôi thảy đồ đạc ở đây được không? Bây giờ trước khi mà anh em làm tới chỗ này á, bây giờ anh em tôi yêu cầu là ra ngoài dựng cái đơn giản thả vài ba cái dịch dụng đây. Tất nhiên là cái này á, mấy cái furniture này là mình biết cách làm. Editable poly là làm được hết. Nhưng có điều là lòng thư viện quăng vô. Hiểu không? Đi lên trên Google này mà gọi Google. Ví dụ như là Paris Park. Nó có cho trên đó là nhiều lắm, Paris Park Mural. Nhiều lắm, furniture. Cái này là mua hà đà rầm. Đó. Đúng không? Đồ nè. Ra ngoài mà anh mua tỷ cái luôn. Đó, đó Evermotion. Mua cả trăm đĩa. Nên cái chuyện mà làm học nội thất được Evermotion này. Nó volume hiện thời nó bán ngoài là tới volume mấy. Nó tới volume tới mấy trăm rồi đó. Là đồ đó là quăng vô là xài là thờ luôn. Cho nên là mấy anh mà anh nào cũng ngồi làm trang trí nội thất rồi chẳng hạn ngồi. Tất nhiên là mình có thể làm cái mô hình đó. Mình ngồi mình làm, tự mình làm lấy. Về mình chế đồ gỗ mình bán chẳng hạn cái vụ vậy hay tự trang trí. Nhưng mà đi vô nó có những đề mục đó là đĩa này là chuyên môn là đồ gì bàn. Này chuyên môn ghế, này salon gì đó quăng vô mà nó render, vấn đề là cuối cùng là render cho đẹp vậy thôi, đặt đèn lên tỏ ánh sáng vô thôi. Rồi bây giờ anh em ra ngoài xử cái này cho tôi, xong rồi tôi chỉ anh em gán vật liệu trên cái này, gán vật liệu trên này, gán thảm, gán gỗ gì đây, thấy gì vô đặt đèn.